Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
真的，我不报答我就死了，你这么不给我，我正问。Nhớ mấy chơi rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã lên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa xa. Tình dâng ngút ngàn, em lo gì người ta. Mùa thu sẽ chết. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, nhớ ngày vui áo em màu vàng, màu anh hùng tô thắm sáng già, hay màu yêu ngát trên đồng lúa, màu huy hoàng dịu dàng quê hương vào đầu xuân chứa chan truyền tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương vào đầu xuân chứa chan truyền tình. Thì các cháu tức là con cháu tức là về nhà chồng tục thì hôm nay đây là buổi đầu là báo cáo các cụ như vậy. Còn buổi ngày 11 là ngày tổ chức tên là ngày ngày hôn cho hai cháu. Báo cáo với các cụ thời gian giờ giấc thì cũng tên là chúng tôi cũng đi vào là cái giờ như hôm nay đấy. Thì là có thể là sớm hơn một tí đấy, nhưng mà qua 12 giờ thì gia đình nhà trai chúng tôi cũng là đầu và cháu. Hôm nay thì tin là cũng trực tiếp mời các cụ con cháu về hôm 11 về tin là đưa cháu về tin là gia đình chồng chúc cho các cháu vào buổi hôm nay. Các cụ mời tất cả các cụ con cháu bà rơi dầu uống nước thuốc cùng với gia đình.
sông xa đưa giấc mộng lành. Chàng chiếu sáng em bằng tia nắng, xóa tan bao ngày tăm tối. Chàng có mắt môi đẹp thơ, ngỡ như thiên thần trong giấc mơ. Em đã
chờ chồng. Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông. Giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gương mặt trên vai anh khóc hoa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Đến những giây cuối cùng suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.
ngày nay hai bạn lại lên đây vợ chồng, một bao ngày tháng đợi chờ mong. Hôm nay Hà Quốc Tiến mà nêu cảnh ra, mà nếu phải thành tộc thì nêu ra trẻ
cháy. Nhớ nhé anh đêm nay mình vai kề vai đắm say cho câu hát xa bay, cho niềm tin cho sáng ngày mai. Nhìn vầng trăng khuya chờ lặng lờ, ánh mắt em say trong mộng mơ, và từng đôi ta như muôn bài thơ nghe hồn chơi vơi.
về trên đường quê, cô dâu đội má hồng về nhà chồng, tung bay xa pháo rơi đầy đường quê tôi, trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đội má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường quê tôi, trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhớ. Đã đến bên em ra tuyệt vời, xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em yêu xuân, mang hạnh phúc cho đời, gió xuân tuyệt vời mang say đắm cho người, ôi tình yêu thương. Vừa xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuống gió xuân đang cháy, người cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình em chợt mong muôn hoa còn tươi, mang hạnh phúc cho đời, gió xuân tuyệt vời mang say đắm cho người, ôi từng nụ hôn yêu thương. Nhất trà tình yêu đất thương đất hải, vui bất tình là mãi bất lâu. Với nỗi chầu cầu phù mong xuân con hò, để chân những chia sẻ đầy hạnh phúc về một hôm nay thật là. Say,
Quý vị các bạn vừa chứng kiến một điều nhảy của các bạn trẻ nam nữ thanh niên của vũ cho cô dâu nước rẻ, vâng, với chủ đề bà cầu đi chợ trời mưa, và nhiều ít hơn trường đầu một tràng vỗ tay thật là to, thật là giòn giã để cổ vũ cho các bạn trẻ vừa rồi. Một điều nhảy của các bạn trẻ nam nữ thanh niên, và qua điều nhảy của các bạn trẻ vừa rồi, ban tổ chức tôi thành lập một ban giám khảo nhanh có chấm bạn trẻ nào có điều nhảy đẹp nhất trong buổi lễ thành hôm nay, vâng, có số điểm cao nhất trong buổi lễ thành hôm nay, vâng, phần thưởng đó là một cái hôn của một cô gái họ nhà gái xinh nhất trong buổi lễ thành hôm nay, vâng. Còn nếu như hai người có số điểm bằng nhau thì mỗi người hôn một nửa, tức là mỗi người hôn một bên má. Còn cái môi thì để cho Xuân tươi. Một lần nữa thay mặt cho gia đình, thay mặt cho ban tổ chức, xin chào kính mời các cụ, các vị tân quý khách và cùng toàn thể các bạn trẻ năm thanh niên. Thật là xuân vui pháo nổ diều hồng, vui sao bằng lễ vợ chồng xe duyên. Chính vì niềm vui ấy, niềm hạnh phúc lớn lao ấy mà hôm nay tất cả các cụ, các bà cùng toàn thể các bạn trẻ nam nữ thanh niên của hai họ ở khắp mọi miền tổ quốc, chúng ta đều hội tụ ở đây. Ai cũng mang một đứa bạn trẻ hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu có rất đông đủ các cụ, các bà cùng toàn thể các bạn trẻ nam nữ thanh niên của hai họ ở khắp mọi miền tổ quốc trở về đây và chúc phúc cho đứa bạn trẻ. Xin mời quý vị và các bạn hãy nổ một tràng pháo tay thật giòn giã để đón chào những vị khách quý đến với đứa bạn trẻ. Được sự đồng ý của hai gia đình, được sự giúp đỡ nhiệt tình của đoàn viên làm nữ thanh niên gần xa, con đường tìm điều đó đến nay đã được chín mùi. Vậy trong buổi bình minh rực rỡ lắc vàng này, cho phép tôi Xuân Tươi, một trọng tài SEA Games năm 2011, được tổ chức gọi đầu tiên tiếng gọi thành vợ thành chồng của hai bạn trẻ bắt đầu. Xin mời hội trường nổ một tràng pháo tay thật là to, thật là giòn giã để cổ vũ cho hai bạn trẻ hôm nay. Nhau đi mình không nên tiếng chi, ba yêu nhau muốn làm hôn đam mê, ba say đắm này, ba yêu nhau cứ trang sơ chê chờ chưa hương làn thanh sao nhìn chúng ta và làm ta. Hôm nay bên nhau ta cùng vui, ta say sưa trong đầm bát ca, ta cầu ơn cười lên tiếng chi, ta yêu nhau một đôi hôn đam mê và say đắm này, ta yêu nhau cứ chắc sao trên trời. Phút giây lại có bao giờ đến với đời ta hai lần đâu, phút giây lại có bao giờ đến với đời Diệp và Hiên hai lần đâu, phút giây lại có bao giờ đến với đời ta. Kính mời các cụ, các vị tân khách và cùng toàn thể các bạn trẻ nam nữ thanh niên đã vào phòng cưới, hãy ăn chầu uống nước thuốc để chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn trẻ hôm nay. Và thưa quý các bạn, ở dưới chúng ta vừa rồi có nghe thấy cô dâu của chú rể thì thầm câu gì không ạ các bạn ơi? Chú rể thì thầm vào tay cô dâu rằng chúc mừng em đã lấy được anh làm chồng. Còn cô dâu lại thì thầm vào tay chú rể rằng chúc mừng anh đã cưa được em làm vợ. Vâng, mà cái cưa này đã cưa rồi thì từ bây giờ ra đi cái cưa này cưa rất cùn, không cưa được chỗ nào khác nữa. Vâng, thật là hoa lờ sền vang mừng dâu thảo, hai họ hân hoan đón giờ hiền. Hát đi ta hát vì lòng ta vui, ta ca vì ta hạnh phúc. Một lần nữa Xuân Tươi xin lại. Vậy thì hôm nay hát cho bao bóng phải chìm, gỡ lên phải nổi, bà bán kem ngoài cổng sẽ lồng tùng vèo. Và hát cho hôm nay còn hơn cả sống giận, sống giận chấp dồn, mà hát cho mấy cây chuối ngoài vườn sẽ tòi lên. Vâng, mà hôm nay hát cho mấy, hát còn vang hơn cả tiếng chuông đồng, hát cho mấy cô hàng xóm cõng chồng bò sang đây để nghe. Và để mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, chúng ta sẽ làm quen một dòng ca liền anh liền chị kinh bắc. Vâng, đó là chị Thúy Cải, chị ruột của Thúy Hương cũng có mặt trong buổi lễ thành hôn hôm nay. Và đây ghi hơn trường đầu sang đây ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời lên chị Thúy Cải. Vâng, ồ thế là anh à. Alo, để tiếp theo chương trình mừng ngày phúc cho hai bạn trẻ Cải xin gửi tới tất cả các cô, con, các bà một bài hát được mang tên Hát Rồi Sẽ Biết. Alo, alo, alo. Và máy ảnh đâu, chuẩn bị máy camera hướng về diễn viên Thúy Cải. Quê ta,
trên ngực anh là đeo số danh 121% chưa có người yêu, mà anh hát rất là hay nên bạn gái hoặc nhà gái mà nghe giọng ca của anh và các thu hai chân lên có đôi giày ở dưới có một bạn trai của với đoàn hoặc nhà trai đã lấy mất. Vâng, và bạn gái có ý bắt đèn Thích Cải rằng: với anh Thích Cải thân yêu ơi, nếu anh là đóa hoa tươi thì em xin là lá suốt đời bên hoa, còn nếu anh là bản tình ca thì em xin là chiếc em ma ha của anh chân tươi rồi cùng. Vâng, và nhiều ít hậu trường lồng một trong tay thật là to, thật là lớn, thật là tròn giá để chúng ta. Và để chúng tôi nhìn thấy mấy bạn gái của họ nhà gái là không vỗ tay đâu. Vỗ tay không có gì là khó đâu. Hai nằm bàn tay trắng úp vào nhau, bộp bộp, bẹp bẹp gọi là vỗ tay. Mấy bạn gái kia lần sau không vỗ tay, ban để chúng tôi gọi lên đây. Phạt 15 cân tóc chiêm với giá 15.000 đồng. Một cân sắp tới là phải trả. Vâng, vừa rồi chúng ta đã được nghe giọng ca của Thế Cải. Và để nối tiếp chương trình hôm nay, Ngọc Sơn và Xuân Tươi xin gửi đến quý vị và các bạn một nhạc phẩm, và cũng tặng riêng cho cô dâu chú rể một nhạc phẩm mang tựa đề Hương Quỳnh. Vâng, xin mời quý vị các bạn cùng nghe.
nước sông lanh đênh, hôn em cho ta một cánh hồng, tuổi là phút giây chưa quên. Thôi chào em về xưa có xa thân nào, không thì vui thì em đã quá rồi mà. Một bác đại diện của phái đoàn hòa nhạc gái sẽ ra trước sân khấu để phát biểu trước hôm nay. Và xin trọng kính mời bác đại diện nhạc gái ạ. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông các bà, nam nữ thanh niên của hai cháu. Và bên hai bên của chính quyền và hai gia đình. Tôi hôm nay ngày lớn của các cháu, tôi xin chúc các cháu mạnh khỏe, và tôi có một lời và xin cảm ơn hai họ, chúc sức khỏe hoàn hôn mạnh khỏe. Và đề nghị ông Trường nổ một tràng pháo tay đúc nữa cho nó sướng ạ. Vâng. Được rồi, quý vị đã được nghe lời phát biểu của bác đại diện nhà gái. Mặc dù lời phát biểu của bác không có giấy tờ gì, nhưng lời phát biểu của bác hoành tráng và mạnh mẽ hơn cả chủ tịch phía đất của Cát Tơ của Cuba. Vâng, và người ấy chúng ta lại nổ một tràng pháo tay nữa. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đang được theo dõi một chương trình đặc biệt, chương trình được mang tên Chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ, và chương trình này đang được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong thời gian vừa rồi, tôi nhận được rất nhiều thư của các bạn trẻ ở khắp mọi miền Tổ quốc gửi thư về chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ, và trong số đó, tòa báo Tuổi Trẻ cũng gửi thư chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ, và họ còn cho biết rằng cũng vào giờ này trên toàn thế giới có 4.750 đôi bạn trẻ tổ chức cùng ngày. Điều đó có nghĩa gì là gì? Điều đó có nghĩa rằng ngày hôm nay là ngày đẹp nhất trong tất cả những ngày đã qua. Và đôi bạn trẻ của chúng ta là một trong những đôi bạn trẻ đẹp nhất trong 4.750 đôi bạn trẻ tổ chức cùng ngày hôm nay. Và một lần nữa để chúc mừng hạnh phúc của họ, xin mời quý vị và các bạn nổ một tràng pháo tay thật giòn giã để chúc mừng hạnh phúc của họ ngày hôm nay. Và có những đêm điều đó chứng tỏ rằng tình yêu của họ còn mạnh mẽ hơn cả Romeo và Juliet. Vâng, thật là con kiến mà leo cành đa, nếu phải cành cọc leo ra leo vào, mà con kiến mà leo cành đào, tối nay dâu rể hít vào rồi lại thở ra. Và để nối tiếp chương trình, chúng tôi xin trọng kính mời một bác đại diện của phái đoàn Hòn Nhà Trai sẽ có lời chúc phát trước ngày hôm nay, là xin trọng kính mời bác đại diện. Bây giờ đến được nhà trai có lời phát biểu để chúc mai về tròn, và tiếp tục chúng tôi xin trọng kính mời bác đại diện nhà trai ạ. Và hôm nay bố mặc cốt đen thắt caravat thì lời phát biểu của bố rất khoát là vài hay, và đây người ở trường nổ một trang vào đây thắt đó phải bác lên đây ạ. Kính thưa các cụ, không các bà, thưa toàn thể hội hôn, sau một thời gian hai cháu tìm hiểu với nhau được sự nhất trí của hai gia đình, hai họ và chính quyền của hai xã, hôm nay tổ chức cho hai cháu thay mặt cho nhà trai xin chân thành cảm ơn lời phát biểu của một ông đại diện cho họ nhà gái đã trao dâu một rể. Bác chúc cho hai cháu mạnh khỏe hạnh phúc, tích cực học tập nâng cao tay nghề, đối với gia đình chính là con ngoan dâu hiền dễ thảo. Thay mặt gia đình xin cảm ơn các cụ ông các bà, cô dì chú bác, bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu đã bớt chút thời gian về dự buổi lễ thành hôn của hai cháu hôm nay. Xin mời các cụ cô bà cùng có thể hôn xây chầu xây nước
cuối cùng chúc các cụ cùng toàn thể hội hôn lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, người cha nào, người mẹ nào chẳng mong con mình khôn lớn và trưởng thành. Tất cả những điều mong mỏi ấy, hai vị đại diện cho hai họ đã căn dặn đôi bạn trẻ rằng đạo làm con phải giữ tròn chữ hiếu, nghĩa vợ chồng phải chung thủy sắt son. Dù cho hẳn chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ, ngày hôm nay nhóm ca nhạc chúng tôi rất vinh dự được mang đến với quý vị và các bạn những ca khúc viết về tình yêu đôi lứa, những ca khúc ca ngợi tình yêu của đôi bạn trẻ. Và xin mời. Và vào đêm trăng thanh gió mát, hai bạn trẻ Diệp và Hiên có đứng trên cầu Đào Xá và Diệp có gục vào một giờ riêng. Hiên có gục vào đầu và bói Diệp và Hiên có tâm sự rằng ấy thế mà em có đổi nón đâu để cho có cầu anh đời trao khăn. Thế là về nhà dối mẹ dối thầy, qua cầu được nón, nón đã bay mất rồi. Thế là mùa hè đã qua, mùa hoa đã về, hai bạn trẻ dắt nhau vào phòng cưới. Mở hân hoan tiếng nói tiếng cười, có vài câu hát cho đời nở hoa. Mà anh Xuân Trường cùng với đòi nhà gái tuổi tác chưa già, anh đã hát thì đập vỡ cái loa trên đài. Nào xin chào ca anh Xuân Trường. Và đây yêu trường nổ ra tay ạ. Nhưng mà đập vỡ là đập vỡ cái loa trên đài tiếng nói Việt Nam thì phải đừng đập vỡ cái loa của Xuân Tươi, là Xuân Tươi không làm ăn gì đâu các cụ. Vâng, vâng, đâu với nhà phẩm bác ra đây em nào cũng bằng non. Vâng, đây nghe chồng chào tay. Vâng, đây nghe chồng chào. Để tiếp tục chương trình văn nghệ, Xuân Trường xin hát tặng tất cả quý phụ hôn cô dâu rể một liên khúc được mang tên Cầu Vồng Khuyết. Long
thương. Mùa xuân trên anh đang bao nhiêu lèo đường. Anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong một ngày sẽ sống tình. Anh cho anh như lúc xưa, như bây giờ và chờ đợi mai sau. Cho dù mưa rông, cho dù lắm trái anh vẫn chờ. Cái đẹp trai mà hát hay thôi. Và giờ chúng ta đã nghe giọng ca của Xuân Trường. Mà hai bài hát anh Xuân Trường tuần nhắc từ yêu. Vâng, mà theo Xuân Tây nghĩ thì yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu. Vâng. Kính thưa quý các bạn, trong buổi lễ tình hôm nay chúng ta nhìn thấy ai là người đồng nhất đâu các bạn ơi? Cô dâu chú rể nha các bạn nhỉ. Vâng, quan họ nền chị có nhận xét chú rể Diệp rằng trong chú rể Diệp hôm nay thì còn mạnh mẽ hơn cả Thạch Xanh ngày xưa nếu như cởi trần ra. Vâng, cởi trần dưới rét hôm nay là rét lắm đấy. Vâng, còn con hò này anh có nhận xét cô dâu Hiên rằng trong cô dâu Hiên hôm nay còn dịu dàng hơn cả cô Tấm ngày xưa. Nhưng mà theo ban nhận xét, tôi nhận xét rằng trong chú rể Diệp hôm nay thì đầu tóc cắt cao, dáng vẻ tự hào, may anh đứng giữ đường khi anh có ngực. Ta là người đã có vợ đây. Mà câu này rất là oai, đã khẳng định câu này thì từ nay giờ đi là tán gái hơi khó. Vâng, còn cô dâu tuyệt vời hơn nhiều. Đầu thì cài hoa đẹp, tóc kẹp ngang lưng, bụng ra tưng bừng. Từ giờ phút này trở đi sẽ trở thành người lớn. Có trở thành người lớn không các bạn? Nếu mà trở thành người lớn cho một tràng vỗ tay thật là to. Càng vỗ tay to càng trở thành người lớn. Kính thưa quý các bạn, trong buổi lễ tình hôm nay chúng ta đã đi được 2 phần 3 chặng đường. Chúng ta đã khởi động, đã tăng tốc. Và phần này là phần hay nhất ấy. Là xin chào kính mời cô dâu chú rể đứng lên trên hẳn sân khấu này, ra mắt anh họ cho nó máu. Và trao nhẫn cưới cho nhau. Là xin chào kính mời cô dâu chú rể hôn cho nhau. Vâng, xong rồi hôn nhau. Vâng, tức là phát vốn đầu xuân đấy. Theo như tôi nghĩ là qua bao nhiêu ngày chuẩn bị đám cưới này, thậm chí cô dâu chú rể không ăn không uống gì đâu, rất là đói. Vâng, và cái hôn này thì no đến ngày mai, ngày kia không phải ăn vẫn là no. Vâng. Làm sao mà bảo để hôn một cái mà cứ run hết trên tay, đứng mà không vững. Các bạn chuẩn bị tinh thần theo tôi hô 1 2 3 theo tôi để cô dâu chú rể có sức mạnh xong rồi hôn nhau nhá. Vâng, để hoa ra hôn cho nó máu, để loa xuống dưới em ơi, em cứ đè hẳn xuống, em cứ coi em là thủ môn của đội tuyển Việt Nam đi, còn chú rể là cầu thủ của Duni của anh đi, xem là đá còn này mới là hay, xem ai thua ai nào. Tất cả các bạn ở dưới hô theo tôi để cô chú rể cô dâu có sức mạnh để xong rồi hôn nhau nhá. Chú rể đừng cười, cô dâu môi nóng lắm đấy, khéo bỏng môi đấy, đừng có đùa đâu. Đừng cười, tưởng là hôn là dễ đâu. Nào, cái hôn này mới là cái hôn khó. Nào, tất cả chúng ta hô để cô dâu chú rể có sức mạnh trong hôn nhau nhá. Đồng chí camera quay cái cảnh này mới là đẹp này. Nào, 1, các bạn, 2, 3. Xin mời quý vị và các bạn nổ 100 ngón tay theo tương giá để kết thúc. Theo sân chơi nghĩ là cái này là chưa tính. Cái này là chưa tính. Mà trọng tài có thể là dơ thẻ vàng đấy, bởi vì đá phạm lỗi. Vào đây không tính các bạn nhỉ, là vào môi mới tính. Cái này mới là cái thật, vừa rồi mới là cái thử. Nào, từ từ nhỉ. Nghe chừng Xuân Tươi cũng bức xúc lắm rồi đấy. Vâng, ngày sau ta cứ hôn vào môi đi, ngày sau có thể khoe với con trai nói rằng đấy, ngày xưa bố ác như thế đấy, ngày sau con cứ tán gái bằng nửa bố thôi được, tức là lấy vợ trong bố thời cũng được. Vâng, nào, chuẩn bị nhé các bạn nhá. Cái này mới là tính. Hai lần thẻ vàng là một thẻ đỏ đấy. Nào, 1 2 3 đi. Úi trời ơi, các bạn thấy cái này có tuyệt vời không ạ? Vâng, cô dâu vừa thì thầm vào tay chú rể rằng thế mà anh không đến tán nam từ ngày các anh còn đi xe đạp luồn khung cơ. Nào, nào xin chân trọng kính mời cô dâu chú rể về chỗ ạ. Vâng, các bạn ơi, bạn ở chúng tôi thực ra là chỉ hô đùa thôi.
Ồ, thế mà cô dâu chú rể hôn thật à? Xin chào, kính mời bố mẹ thân sinh cô dâu chú rể sẽ có món quà nho nhỏ để tặng cô dâu chú rể. Xin mời hai bác. Xin chào, kính mời hai bác có món quà nho nhỏ để tặng cô dâu chú rể. Món quà nho nhỏ sẽ tặng cô dâu chú rể nào? Xin chào, kính mời chị ạ. Đã cho là không tiếc. Làm sao tôi thật là lãi lên ạ. Và đề nghị cô dâu chú rể cũng như chị gái nhìn xuống dưới tươi cười hẳn lên. Chú ảnh chưa chưa. Và chúng tôi xin chào kính mời cô dâu chú rể ra ngoài cổng để tiếp thuốc tiếp nước tiếp dầu hay họ. Và xin chào kính mời cô dâu chú rể. Lấp lánh như ngàn tia nắng sưởi ấm
ngàn vì sao lấp lánh sáng soi đôi tình nhân. Mọi sầu đau sẽ qua, còn lại hai chúng ta. Dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo làn mây nào. Mình trong tay nắm tay một tình yêu đắm say, nguyện cầu mong sẽ mãi xanh đôi anh và em cùng giấc mơ tuyệt vời. Trong ánh nắng vút cao như đàn chim về, trọn đời vui nhé anh, đừng rời xa giấc mơ. Ngàn vì sao lấp lánh sáng soi đôi tình nhân. Mọi sầu đau sẽ qua, còn lại hai chúng ta. Dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi